cảnh báo bà con khi đi lễ. Đi lễ hội đền Hùng mà bà con không biết điều này thì vừa mệt mỏi mà không có ý nghĩa. Thông thường bà con cứ chọn ngày lễ mùng 10 tháng 3 là ngày đi hội đền Hùng, thì ngày đó rất là đông nên bà con đi rất mệt mỏi mà không đi được các đền theo trình tự để dâng hương thể hiện lòng thành kính đối với các vị vua Hùng. Thì trải nghiệm của tôi đi lễ vào ngày thường, có nghĩa ngày trước đó, thì chúng ta có sự trải nghiệm đầy đủ hơn, thăm đầy đủ các đền, từ đền hạ lên đến đền thượng theo trình tự. Còn nếu như mà chúng ta đi vào, đặc biệt là các cơ quan tổ chức đi lễ vào ngày thường thì có dịp để tổ chức đoàn đi một cách bài bản, hiệu quả và có bài học lịch sử cũng như là trải nghiệm cho trường học cũng như là các tập thể. Ở đây chúng ta đi theo thứ tự ngay từ ở ngoài trước khi lên đền. Và nếu đi vào ngày lễ thì rất là đông, chen lấn, xô đẩy như thế này, chúng ta không có được nhiều cái sự tham quan theo tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng như thế này. Theo tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng thì chúng ta đi từ bắt đầu đi từ đền hạ lên đến đền hạ, rồi ở đây chúng ta dâng hương đền hạ, anh chị em nhé. Đấy, dâng hương đền hạ, một trong những cái điều mà chú ý, chúng ta dâng hương không nên đốt quá nhiều hương và tham quan để chúng ta tâm tịnh và góp thêm một chút tiền để đóng góp vào đó để duy trì và trùng tu cái lịch sử này, để đời đời sau chúng ta vẫn được con cháu vẫn xem, vẫn có được cái lịch sử này để giáo dục cho thế hệ con cháu chúng ta. Tức là chúng ta lên công đức vào để xây dựng trùng tu lại cái di tích lịch sử này cho đời đời sau vẫn có được cái nét đẹp văn hóa truyền thống này. Không nên lạm dụng thờ cúng lễ bái hoặc đốt quá nhiều hương dẫn đến ô nhiễm môi trường. Đặc biệt là việc chúng ta thắp hương bừa bãi hoặc hóa vàng làm tốn kém tiền của gia đình và xã hội, ảnh hưởng môi trường người xung quanh. Và đền hạ là một cái đền mà các anh chị ở đây có thể cầu sức khỏe bình an. Và sau khi đền hạ, anh chị sẽ tiếp tục lên đến đền nhé, đền trung, lên đến đền trung. Ở đền trung này các anh chị có gặp một cái vòng tròn là những viên đá ngày xưa Bác Hồ ở nơi đây đã cùng với các chú chiến sĩ ngồi bàn việc nước. Và ở đây thì các anh chị hãy lễ theo thứ tự, và một lần lưu ý nữa là anh chị lên đại diện thắp hương thôi, hoặc nếu mà cùng thắp thì mỗi người một nén như này chị ạ, mỗi người một nén. Ở đây thì chúng ta rất là yên tâm vì có các chiến sĩ công an luôn đi và ra vào đám đông để mà tránh trường hợp móc túi. Tất nhiên chúng ta vẫn phải giữ gìn cẩn thận đồ đạc, tránh trường hợp là mất, ảnh hưởng đến ngày vui. Lên đến đền thượng là một trong những cái đền cao nhất, linh thiêng nhất. Tôi thì thường là thả vào đây công đức, vào đây ít tiền để mà trùng tu và bảo vệ cái khu di tích lịch sử này, và cũng là để thể hiện lòng thành kính với các vị vua. Và ở đền thượng này tôi thường thắp hương và xin các vị vua là cầu cho sức khỏe, hạnh phúc, bình an. Và các chị đi vào ngày thường chúng ta tham quan rất là kỹ lưỡng, và khi hết đền thượng thì chúng ta có lối để đi xuống đền giếng, anh chị ạ. Đền giếng là nơi thờ hai công chúa Tiên Dung và Ngọc Hoa, anh chị em nhé. Anh chị có thể xem thêm trong phần lịch sử trên Google, hoặc tại ở đấy có bảng để nói về đền giếng. Và trong đền giếng này nổi tiếng có một cái bia đá khi mà Bác Hồ nói câu là các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta cùng nhau giữ nước, ở năm 1954 trước các bộ đội, các quân khu 2, tức là những anh chiến sĩ bộ đội quân khu 2, các chiến sĩ bộ đội ở đây. Sau khi chúng ta xuống hết đền hạ để chúng ta ra ngoài tham gia các trò chơi giao lưu văn hóa văn nghệ với bà con Phú Thọ nói riêng
và các bà con trung du miền núi nói chung. Nghiệm thực tế cho thấy chúng ta nên đi lễ hội đền Hùng vào ngày thường thì có thời gian tham quan cũng như là thắp hương dâng hương một cách thoải mái hơn.